Xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì gia đình của mình rất là vui vì có gia đình của bác hai về thăm quê. Lần gần nhất gia đình bác hai về thăm Việt Nam là khoảng 4 hoặc 5 năm về trước cả nhà. Thì lúc đó thì gia đình của bác hai về với có gia đình của anh hai và anh ba. Nhưng mà lần này thì đông đủ hơn nữa. Có bác hai trai, bác hai gái, vợ chồng anh hai, vợ chồng anh ba, hai bé con của anh hai và hai bé con của anh ba, và hai bác xui bên vợ của anh hai và hai bác xui bên vợ của anh ba. Tổng cộng là lần này gia đình của bác hai về thăm Việt Nam 16 người. Lần này thì gia đình về thăm Việt Nam chỉ có một tuần lễ thôi, tại vì mấy anh chị cũng mất công việc cả nhà, với lại mấy cháu cũng có những cái hoạt động mùa hè của trường á. Đích thứ nhất là bác hai cũng muốn giới thiệu cho các cháu quê hương xứ sở gốc gác ông bà của mình. Thứ hai là đi thăm bà con dòng họ, và thứ ba nữa là đi đám cưới, tham dự lễ cưới của Phương Anh. Lên YouTube bắt em cái quê bắt coi. Dạ. Dạ. Năm trước rồi. 5 năm, 6 năm gì. Dạ. 7 năm. Dạ. Hồi nãy con uống có một trái thì dứa, một trái không dứa. Kỳ vậy. 945. Mình mua là vừa dứa mà sao hồi nãy cái trái bác hai uống thì sao nó không thấy dứa? 874. Dứa hay không là hỏi, cái này là nghe mùi luôn cả nhà. Có dứa của sao? Hỏi cái cuốn này là cũng nghe mùi nè cả nhà. Nếu mà mới à. Mới, cái này nó cũ rồi. Nó cũ là không nghe mùi. Alo. Anh nói gì với cái con nhỏ nấu á, nó nói là nó kêu con Nhung lên liền giùm em đi, lên liền nè. Rồi. Nay cô Sáu làm cô gái chặt dừa. Hồi sáng con chạy vô mỏ cày mới có, chứ cái dừa dứa này trên đầu lộn nó không có của sao. Dừa này nói chung là cái chỗ đúng là dài dài mỏ cày là bán dừa dứa, chứ còn cái này không có. Bà nội của mấy đứa nhỏ. Có nhiều người ta hiểu lầm đó không? Dạ, cứ nó đang chặt nè. Đúng rồi. Dạ. Ủa sao kỳ ta? Hay là nó non quá? Hay là nó non quá, nó không có mùi á bác hả? Cái này coi như vừa là dạng mực cứng, vừa hơi dân cháo. Dạ, nó phải cứng nó mới nghe mùi. Dạ. Muốn hỏi gì nữa không? Muốn hỏi thì muốn hỏi, cho muốn hỏi nhiều lắm. Ăn đi
dạ con nhưng mà thấy dừng không? Dạ thấy nói chung là con thấy cái gì cũng thấy cũng được, nhưng mà chỉ có điều là không có người thân cho nên thành ra mình ở mình buồn thôi, chứ nếu người có người thân thì vui. Cái này là tôi nhận xét cá nhân tôi nha, người khác thì người ta khác, tôi nhận xét nước Nhật ngay thủ đô của nó, thủ đô Tokyo á, đảo Hokkaido là đảo lớn nhất của nước Nhật, ngay thủ đô Tokyo á, cái thành phố mà du lịch, thành phố du lịch á, không có một ổng rác nào hết. Nếu đi ra ngoài ngoài ô đó, còn đèn kèm như Việt Nam mình. Dạ. Nhà hàng của nó đó là nằm ở dưới đất á, muốn ăn là phải có cái hẻm nhỏ, sọ nhỏ nằm ở dưới đất á, chứ không phải đâu chơi chơi trơn, không phải như con sợ cái đổ rác lắm, nhức đầu lắm. Dân nó phân theo cái đó, đổ rác nó chia theo một tháng, mỗi một ngày nó sẽ có đổ một loại rác, nó cực lắm, cực lắm, cực luôn. Bởi vì có nhiều người người ta bị stress đó, người ta dục rác trong nhà không à. Cái đó là cái chỗ du lịch là không có một ổng rác, không có một hộp bụi. Nó bò rộn mắt chết mẹ, nó chém sát ra ngoài. Ngon lành á, đi du lịch qua Tài Quán á. Ở đâu bác hai? Hả? Ở đâu bác hai? Tài Quan, Đài Loan. Dạ, 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 dạ. Nghe mùi dứa không hai? Có phải không? Vậy sao trái đằng đây nó không có, chắc nó non á. Con nghe nói trái dừa dứa thì nó hơi cứng á, nó mới nghe mùi nhiều. Ăn đi chị, ăn trái cây đi chị. Đi chơi tao biết ăn không à. Ăn cái thổ thấy tại con không dám làm đồ ăn, con nghĩ là cái này ăn dễ, với lại bệnh không có, cái con nghĩ là con mua trái cây nó dễ ăn. Cái sao vậy á, dạy cho con sao cái gì đó.
Please. Anh ba thì mình bắt hai thì mình như thế này. Cho mổ, đi ra hâm mộ. Giờ đi ra mổ á. Giờ bác hai với mấy anh mấy cháu đi ra hâm mộ của ông nội bà nội. Chưa có, rồi lần kỳ rồi về nó là có. Em thúc các bạn.
Để con lấy xe con chở bác hai ra. Đây tài một tài xế đây. Thank you.
Con thưa bà hai về, bà hai về, thưa bà về con. Cái này hả? Thuốc em. Cái này của em công nghiệp mình cũng không có đồng.